anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Hương Trăng của tác giả Cẩm Hương. Hy vọng quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thoải mái. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Câu chuyện tôi sắp kể đây, có thể nhiều người không tin. Nhưng không tin thì thôi tôi cũng chẳng ép, bởi vì nó cũng khó tin như chuyện cổ tích. Ngày ấy khi tôi mới chỉ là cậu bé 7, 8 tuổi, do chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ tràn ra miền Bắc, tôi bị gửi về quê ngoại vừa là sơ tán, vừa để bố mẹ tôi rảnh rang công tác ở thành phố. Ông bà ngoại tôi đã mất nhưng các cậu gì, chú bác tôi thì còn đông lắm, chả lo tôi thiếu người chăm sóc làng quê ngoại tôi là một làng cổ chuyên nuôi tầm kéo tơ tối đến ở làng quê mà đèn đuốc thắp sáng trưng các cô gái quay tơ ngoài sân chuyện trò rình rích cả đêm tơ ở làng chỉ làm đến công đoạn kéo thành con to như cái chày giã giò rồi đem nhập cho hợp tác xã sau đó người ta đem đi đâu và làm gì nữa thì tôi chịu hồi đó tôi còn bé quá chẳng biết thêm được gì nhưng hình ảnh về làng quê ấy thì tôi không thể nào quên được phải công nhận làng quê ngoại tôi đẹp và giàu có nhà nào cũng cột lim sân gạch cổng có mái tre hai cánh cổng bằng gỗ lim nặng trình trịch mỗi lần đóng mở đến thở ra cả đằng tai đường làng toàn lát gạch chỉ nghiêng sống trâu mỗi trận mưa xong lại sạch như ly như lau bác tôi kể ngày xưa trai gái lấy nhau đều phải nộp lệ cho làng là một trăm viên gạch chỉ phải là loại gạch tốt, gõ kêu con con, không nứt sần, không méo mó. Mà ở làng làm gì có lò gạch. Thế là ngoài việc sắm đồ lễ cưới xin phải thêm khoản tìm mua gạch tận nơi xa. Cứ vậy, cho đến đời tôi chỉ còn thấy gạch đã bóng lên, cứng như đá. Khít tăm tắp và đến tận mọi ngõ ngách. Bây giờ lắm khi ngồi nhớ lại tôi thầm phục cái lệ làng ngày xưa ấy. Quả các cụ giỏi thật chả có cách nào làm đẹp làng nhanh và tiện hơn thế. Nhưng ký ức tuổi thơ tôi về cái làng quê cổ kính ấy lại không phải những mái đình rêu phong, không phải những con đường lát gạch mắt liệm bàn chân hay những đêm trăng xem các chị gái quay tơ thoăn thoắt, mà lại là ký ức về một làng quê đầy những bóng ma lờn vợn. Vốn đã nhát như cái, vẫn hay tò mò. Tôi thích nghe các chị gái kháo chuyện lúc ngồi quay tơ đủ mọi loại chuyện song chỉ có loại chuyện mà tôi rất thích nghe nhưng cũng rất sợ đó là chuyện ma bao giờ muốn nghe tôi cũng phải giúp các chị làm một việc gì đấy tỉ như tìm mối tơ chẳng hạn theo như lời các chị kể thì xung quanh tôi chỗ nào cũng có ma kia kìa chỗ bụi tre ngoài bờ ao cứ nửa đêm là nghe tiếng trẻ khóc tiếng khóc của trẻ sơ sinh cứ xoe xóe như xé vải cho đến khi có một người đàn bà tóc xóa dài đến cho nó bú nó mới nín. Người ta bảo ngày xưa có một người đàn bà chửa hoang đẻ dấm rúi ở đâu đó rồi giấu con trong bụi tre. Đứa trẻ bị kiến đốt chết. Khi người mẹ quay lại tìm con thì con đã bị kiến đục hết hai con mắt. Chị ta gạo lên rồi đập đầu vào bụi tre tự tử. Chắc chắn là từ đó tôi không dám bén mảng tới bụi tre vào bất kỳ lúc nào. Rồi chuyện ở cây đa đình làng có bà cụ ngồi bán nước dưới gốc đà. Một buổi chưa thấy có người con gái áo quần xanh sang nhưng lấm lem bụi đất từ xa đi lại. Cô gái vào quán bà nghỉ chân. Bà rót cho cô bát nước nhưng cô không uống mà chỉ xin ngồi nhở chốc lát. Thấy cô gái vẻ mặt buồn buồn bà hỏi han, mới biết cô bị cha mẹ ép gả cho một người mà cô không yêu. Trong đám cưới, nhân lúc mọi người đang nhốn nháo bận rộn, cô liền bỏ trốn, chạy một mạch đến đây mới dám dừng chân cô vừa kể vừa khóc nức nở làm bà cụ rất thương tình bà bảo cô cứ ở lại đây với bà bà sẽ coi cô như con vì bà cũng chỉ có một thân một mình cô gái nhận lời và xóa tóc để bà bắt cháy bà bỗng nhận ra sao mà đầu cô nhớt thế bà hỏi cô gái bảo do đi đường mồ hôi ra nhiều nhưng đúng lúc đó có một bác nông dân đi cày về rẽ vào quán bà nghỉ mát bà quay ra rót cho ông bát nước quay lại đã không thấy cô gái đâu nữa bà ngơ ngác hỏi ông có thấy cô gái ngồi đây đi đâu không bác thợ cày ngạc nhiên cô gái nào tôi có thấy cô gái nào đâu bà kể lại sự tình ông thợ cày cười phá lên bà gặp ma rồi đúng là ở làng đại có đám cưới mà cô dâu tự tử ngay trong đêm động phòng thế là tôi lại không dám gia đình nữa mặc dù mùa hè cây đa ở đình rất lắm ve nhà bác cả tôi cũng thuộc loại khá giả ở làng các anh chị tôi đông lắm nhưng họ đều lớn cả. Mỗi chị út thì cũng hơn tôi đến 5 tuổi. Tất cả người nào việc nấy, họ đều quần quật suốt ngày. Bác cả tôi tính tình giết gióng và rất nghiêm khắc, thậm chí còn hơi sắt đá nữa. Đúng 5 giờ sáng, bác dựng tất cả các con dậy đi làm, mặc kệ đứa nào tối qua thức khuya. Nếu chưa dậy kịp, bác đã cầm sẵn chiếc roi mây quất đét vào mông dẫu mắt còn nhắm vẫn phải ôm đít chạy một mạch ra ngoài ao vã nước vào mặt cho tỉnh ngủ tôi còn bé không ai ép dậy nhưng đã thành phản xạ tôi cũng tỉnh ngủ và dậy theo nhiệm vụ của tôi là phải cầm chổi lau quét sau cái chổi kè của chị út để sân gạch được sạch tinh mùa chám bác phơi chám phơi men làm tương và hong tơ ướt xong việc tôi được nghỉ còn chị út phải cắp cái thúng và một cái hèo đi quanh bờ ao tước mau nang giật cành khô về đun nước bác tôi dứt khoát không cho đun nước bằng dơm, sợ chị út đun bị hơi khói. Còn tôi thơ thần ra bờ đầm sen bắt chuồn chuồn hay vớt cá thia thia chơi, chờ chị út xong việc sẽ chống thuyền đi bẻ ngó sen. Từ nhà bác tôi ra bờ đầm có vài bước chân, đầm sen là của làng. Nó có từ đời nào đời nào non rất thâm u rậm rạp. Đầm sen lại ăn thông ra cánh đồng nên nước trong và có nhiều cá. Nhưng các cụ trong làng cấm không cho câu không ai được tự ý hái sen về dùng riêng gia đình bác tôi từ đời ông cố đã được làng tín nhiệm giao cho việc trông coi đầm sen đến mùa sen làng thu hoạch rồi chia đều cho các gia đình sen thường được dùng trong các món ăn chay tịnh tuyệt đối không bao giờ được ăn cùng với thịt xúc sinh hay dùng trong những cỗ bàn ăn uống phàm phu đã thành luật thì làng quê ngoại tôi giữ nghiêm lắm đầm sen như là phần thiêng liêng của một thánh địa còn nít làng chẳng đứa nào dám bén màng đến đó chơi. Chủ yếu chúng sợ chiếc roi mây của bác tôi. Một lần tôi cùng chị út chèo thuyền ra xa bờ đến khoảng gần cuối đầm sen, chỗ giáp với cánh đồng. Nơi đây không gian thoáng đãng mát mẻ ngạt ngào hương sen. Tôi thích thú quá cứ này nỉ chị út khoan hãy về. Chị út cũng thích nhưng ngại bác cả nên cứ trùng chẳng không dám quyết. Tôi nghĩ ra một trò chơi để lôi kéo chị út tôi bảo chị ngắt những cánh hoa sen thả trên dòng nước giả làm thuyền chở các nàng tiên đi du ngoạn. Cô tiên là những hạt sen non trắng tinh mềm mại. Chị út mải chơi quên phát chuyện về. Dù tôi đi chút nước xương đọng trên những lá sen đem về cho bác pha trà. Chị bảo nghe các cụ nói nước trên lá sen là nước của trời. Uống vào sẽ thọ lâu. Đẹp ra. Chúng tôi khung cái lá sen to làm cái đựng chị út đến từng chiếc lá nhẹ nhàng chút những giọt nước trên lá sen và chiếc phiếu lá trên bàn tay tôi mỗi một lá sen có khi chỉ vài ba giọt nhưng như vậy mới quý được một lúc cảm thấy nặng tay tôi bảo chị mở ra xem được nhiều chưa khi cái lá sen từ từ xòe ra trên tay chị thì lạ chưa trong lá chẳng có lấy một giọt nước nào cả hai chúng tôi tròn mắt nhìn nhau hoang mang mặt chị út bần thần rồi tái dần chị run run nói vào tai tôi mà uống hết rồi cũng vừa lúc đó gió từ đâu thổi tới ào ạt xô đầy cả đám lá sen nghiêng ngả bầu trời đang xanh cao bỗng ập xuống những đám mây đen màu xám trì như sắp sửa ụp lên đầu chúng tôi tôi ngơ ngác còn chị út thì hốt hoảng đẩy thuyền về trong căng thẳng từ xa tôi đã thấy bác cả đứng trên bờ tay cầm chiếc roi mây với vẻ mặt tức giận hôm đó chúng tôi bị mỗi đứa một roi quắn đít nhưng tôi không khóc chuyện ma ở đầm sen chị út dặn tôi giữ kín nhưng chính chị lại tuôn ra cho các chị lớn biết cứ thế chuyện ma ở đầm sen đã có thêm màu mè người ta đồn rằng có người đi qua đầm sen vào ban đêm chót trao chân để rửa thế là bị ma kéo chân suýt chết đuối ở đầm sen vào đêm trăng sáng có người đã thấy một người đàn bà mặc áo cánh trắng vừa ôm con vừa trèo thuyền thỉnh thoảng còn hát du con văng vẳng từ đó cái đầm sen là trốn hái hùng của tôi tôi chẳng dám ra đó trời nữa đầm sen đã thâm nghiêm càng trở nên hoang vu bí hiểm hơn tôi trở thành cậu bé nhút nhát sợ sệt nhìn chỗ nào cũng thấy ma tôi quẩn theo chân người lớn như một cái bóng có hôm còn tẻ cả ra giường khi chưa ngủ chỉ vì sợ không dám ra ngoài đi tiểu bác tôi bực lắm đe cả nhà không được thì thầm chuyện ma, còn tôi bắt cấm không được hóng chuyện các chị gái quay tờ. Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn về thăm tôi. Mỗi lần về mẹ lại mua cho tôi một món quà gì đó để dỗ tôi khỏi theo mẹ. Phải chia tay mẹ tôi buồn lắm nhưng món quà mẹ để lại bao giờ cũng hấp dẫn tôi hơn. Song không hiểu sao lần đó tôi lại chán tất cả mọi thứ. Tôi chỉ cần mẹ. Thế là tôi nhất quyết đòi đi theo mẹ cho bằng được mẹ dùng đủ cách để dỗ tôi nhưng đều vô hiệu tôi biết mẹ cũng đau đớn lắm đi không đành cứ trần trừ suốt từ sáng đến tận chiều mãi khi tôi mệt quá chót ngủ say mẹ mới lẻn đi được tỉnh dậy tôi gào khóc bắt đền nhưng lúc này chả ai dỗ tôi cả mọi người đều bận công việc tôi ấm ức ngồi ngoài cổng khóc tỉ ti cứ nghĩ như vậy mẹ sẽ sốt ruột quay lại đến bữa cơm tôi không vào ăn bác quát lên nó không ăn thì cho nó nhịn biết tính bác đã nói là làm nên tôi càng quyết trả thù bằng cách gào khóc to hơn dai dẳng hơn màn đêm buông xuống tôi vẫn cứ ngồi ì ngoài cổng tấm tức khóc bác sai anh thứ hai đẩy tôi ra ngoài đường rồi đóng cổng lại khuôn mặt bác sắt đành vì tức giận bác nói mẹ mày chiều mày quá tao phải dậy mới được các chị nhìn tôi thương hại nhưng chẳng ai dám hé một lời xin cứ nem nép lên giường đi ngủ theo lệnh bác khi cánh cổng gỗ kim kít khép lại tôi mới nhận ra rằng mình hoàn toàn thất bại không thể thi gan với bác được nhưng muộn rồi và lại không hiểu sao lúc đó lòng tự trọng trong tôi bùng cháy tôi kiên quyết thà nằm ngoài đường còn hơn phải xin lỗi bác một chốc có ai đó đẩy chiếc chiếu rách dưới khe cửa ra ngoài cho tôi nằm trước khi yên phận tôi còn gào lên những lời thách thức như để tự chấn an mình ngồi bên ngoài cánh cổng, tôi bắt đầu sợ. Phía trước là đầm sen mênh mông trăng. Tôi nhắm tịt mắt gục mặt vào hai đầu gối để khỏi trông thấy con ma mặc áo trắng nhe răng cười cợt đang tiến lại gần tôi. Xong từ phía đầm sen chỉ có tiếng gió đập vào những tàu chuối già lật phật và tiếng côn trùng dì rả dạ, dâm gian. Tôi thiếp đi trong một giấc mơ kỳ lạ. Người đàn bà ấy mặc áo cánh trắng bế tôi lên và nói rằng ta đưa cháu ra ngoài kia ngủ cho mát ở đây mũi lắm rồi tôi được đưa lên một chiếc thuyền con lúc này dường như tôi đã tỉnh giấc tôi còn nhớ rõ người đàn bà ấy rất đẹp khuôn mặt trắng mát mắt đen và dịu dàng giống hệt mắt mẹ tôi mái tóc cô ấy không xóa mà búi gọn sau gáy giống mẹ tôi chỉ khác là buộc thêm chiếc khăn mùi xoa như các cô gái trong làng trong khoang thuyền còn một đứa bé nữa nhỏ hơn tôi vài tuổi đang ngủ say sưa người đàn bà đưa tôi đi trên đầm sen vừa đi vừa hỏi chuyện sao cháu lại ngủ ngoài hè tôi kể lại mọi chuyện bà xoa đầu tôi chép miệng phải sống xa mẹ khổ lắm cháu ạ à. rồi bà hỏi tôi có đói không tôi gật vì đã thấy bụng đang sôi lên ỏng ọc bà lấy từ trong chiếc nồi đất ra cho tôi củ khoai rồi bóc cho tôi ăn khoai đã nguội nhưng ngọt lịm tôi ăn thấy tình cả người nên cứ mãi miết ăn cho đến khi bà bảo hết rồi cháu ạ à. tạm vậy ta không biết cháu đói. Ăn xong, tôi chẳng còn buồn ngủ nữa. Khoan khoái ngắm đầm sen dưới trăng lung linh như trong cõi thần tiên. Không gian bát ngát hương thật dễ chịu. Tôi nghĩ nếu được ngủ ngoài này thì thích biết mấy. Sực nhớ đến hôm đi chơi đầm sen với chị Út. Tôi buột miệng hỏi, cứ như đang tâm sự với mẹ tôi. Cô ơi, có phải ở đầm sen có ma không? Người đàn bà buông tay trèo ôm tôi vào lòng rồi cười không có ma đâu cháu ạ à. tôi vẫn thắc mắc sao người ta cứ kể cháu nghe sợ lắm không đâu đó chỉ là người giả làm ma thôi thế sao phải giả làm ma ạ à? à là vì có thể họ không được người đời chấp nhận tôi chả hiểu gì cứ thắc mắc sao lại thế nhưng bà không trả lời chỉ nói sau này lớn lên cháu sẽ hiểu mong sao cháu không thành người ác tôi vừa ngái ngủ vừa băn khoăn nghĩ rằng, xưa nay tôi chỉ thấy ma ác chứ có bao giờ thấy người ác đâu. Người đàn bà bảo, cháu buồn ngủ rồi phải không? Nằm xuống đây cô du cháu ngủ. Tôi lăn xuống khoang thuyền cạnh đứa bé vẫn thiêm thiếp trong giấc nồng. Tiếng du tan trong gió nhưng thấm đẫm trong từng mạch máu của tôi. Và hình như tôi còn nhớ đến tận bây giờ. Ai làm cho bến xa thuyền, cho trăng xa cuội, cho bạn hiền xa ta. Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy xung quanh mọi người đang nhốn nháo với vẻ mặt âu lo hốt hoảng. Hình như mọi giận hờn trong tôi đã được xương đêm gột rửa. Tôi mỉm cười thiện cảm với mọi người kể cả bác tôi lúc đó vẫn đang cao có vì căng thẳng. Một ông thầy lang được bác mời đến. Vẻ mặt bí hiểm bắt tôi phải nằm yên để ông xem mạch. Tôi thấy lạ, tôi có bị ốm đâu. Thậm chí sau một đêm ngủ ngon, tôi còn thấy khỏe ra nhưng tôi cũng thấy thinh thích vì hình như tôi được chiều chuộng hơn mọi ngày cho mãi đến khi không còn ai chị út mới thì thầm vào tai tôi đêm qua em bị ma dẫn đi người ta tìm thấy em ngủ say trên bờ đầm tôi cãi không phải ma em đi với một cô cô ấy hiền giống mẹ em lắm em còn được ăn khoai luộc nữa cơ chính cô ấy đã du em ngủ mà lời nói của tôi được truyền đi càng làm mọi người thêm hoảng sợ Chị út kể lại rằng nửa đêm hôm đó, bác tôi sai anh hai ra mở cổng để bế tôi vào nhà. Nhưng khi mở cổng ra thì chẳng thấy tôi đâu. Anh vội gọi cả nhà dậy để đi tìm. Bác tôi sợ mang tiếng với làng nên không cho cầm đèn đốt đuốc, không cho gây ổn ý. Bác cắt đặt mỗi người một hướng lặng lẽ đi tìm. Nhưng đến gần sáng vẫn không thấy tăm hơi tôi đâu. Mãi khi có ánh mặt trời, Bác mới phát hiện lối ra đầm sen có vết bùn mới nên đã ra đầm sen và tìm thấy tôi vẫn còn ngủ ngon lành trên những chiếc lá sen và cũng đắp bằng những chiếc lá sen. Chuyện tôi bị ma dẫn đi nhanh chóng lan ra khắp làng. Các cậu, gì tôi tỏ ra bất bình với bác. Họ thường đến thăm tôi, không hẳn là để chăm sóc mà tò mò hỏi tôi như thể tôi là người từ hành tinh khác tới. Tôi vẫn khẳng định tôi không gặp ma chỉ gặp người nhưng điều đó càng làm họ khẳng định thần kinh tôi không bình thường có lẽ vì sự quá lo lắng của họ mà tôi cũng đâm hoang mang tôi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ rằng tôi đã gặp ma thật phải chăng đó chỉ là một bóng ma và tôi đã bị ma mê hoặc dẫn dắt đêm đêm tôi nằm mơ nhưng không có giấc mơ nào đi trên đầm sen với người đàn bà đó mà lại chỉ là những con ma xóa tóc nhè răng từ dưới đầm ngoi lên bấu những ngón tay nhọn hoắt vào người tôi tôi vùng vẫy la lên ma ma mẹ ơi cứu con bác tôi ít ngủ hẳn bác cũng trở nên trầm tư hơn không quát tháo nhiều nhưng lại lơ đãng việc quán xuyến công việc chẳng hiểu sao mẹ tôi lại biết chuyện mẹ trở về thăm tôi rồi một mực đưa tôi đi bác không gàn nhưng buồn lặng lẽ sau khi nhét vào tay mẹ tôi một đùm lá khô bảo sắc cho tôi uống bác chỉ nói giọng dầu dầu nếu cháu có sao, cô nhớ báo để anh tìm thầy tìm thuốc. Nhưng tôi có sao đâu, tôi vẫn cứ lớn lên khỏe mạnh, học hành thông minh, chẳng có biểu hiện gì của người bị bệnh tâm thần, hay như người ta nói là bị ma ám cả. Tôi vào đại học rồi ra làm việc, thỉnh thoảng vẫn về thăm quê ngoại. Quê ngoại tôi bây giờ không còn thâm u, cổ kính nữa mà đã ổn á sôi động với không khí kinh tế thời mở cửa. Duy chỉ có bác tôi là vẫn cổ như xưa. Bác đang tàn theo thời gian. Chuyện về cái đêm mộng du ấy của tôi, ai ngờ đã trở thành nỗi ám ảnh dày vò bác từng ấy năm trời. Đến tận bây giờ bác vẫn chưa tha thứ cho mình. Nhất là khi tôi vẫn chưa lấy được vợ. Tôi đã trên 30 tuổi rồi. Thực ra tôi nghĩ cái duyên cái số chưa đến, chứ bản thân tôi chẳng có gì bất bình thường cả. Tôi đẹp trai công ăn việc làm ổn định, tính tình chín chắn, điềm đạm, khối cô ước mơ tôi, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn cứ dừng dừng với họ. Mẹ tôi sốt ruột lắm, bà thầm lặng đi cầu cúng khắp đền này chùa nọ cho tôi. Song vị thần ái tình vẫn biền biệt nơi đâu. Lần ấy về công tác ở tỉnh tôi nằm ở khách sạn đã gần tuần. Ban ngày xuống cơ sở làm việc nhức đầu vì những bản tài liệu, những con số thoát ẩn thoát hiện như ma. Tối về, lại chỉ biết nhìn quanh bốn bức tường trắng xóa trong căn phòng lạnh mà thấy lạnh đến ghê người buồn quá tôi xuống phòng lễ tân ngồi tán gẫu với mấy cô phục vụ các cô hỏi tôi suốt mấy ngày qua sao không thấy anh đi chơi tôi bảo tôi chẳng biết đi chơi ở đâu mà thực ra tôi chỉ thích tìm một nơi yên tĩnh mang nét đồng quê để được thư giãn chút ít một cô nói vậy thì có một nơi rất hợp với ý anh đấy nếu anh muốn đi ngay bây giờ cũng được tôi lưỡng lự. Cô bảo, cũng không xa. Cách thành phố chỉ gần 10 cây số sẽ có người đưa anh đi. Anh có thể về khách sạn ngay tối nay cũng được. Tôi chấp nhận. Một lát sau có một thanh niên đi xe máy tới. Cô phục vụ giới thiệu đó là người của khách sạn. Sẽ đưa tôi đi. Trời đã nhá nhem tối. Tôi bỗng thấy mình cũng thật nhiều khê. Chả biết đến đó tôi có tìm được thú vui gì không. Tôi hỏi người đang chờ tôi. Đó là một điểm du lịch của tỉnh Trăng, không hẳn là điểm du lịch, nhưng là nơi nghỉ ngơi thư giãn tuyệt diệu cho những ai ưa hoài cổ. Anh cứ đến sẽ biết, có chỗ cho anh câu cá, thưởng trăng, ngắm hoa, nghe chim hót và ăn những món ăn chay tịnh. Khi chiếc xe máy bỗng phanh khựng trước một lùm cây um tùm, tôi mới ngẩng lên và đọc hàng chữ kết bằng đèn màu nhấp nháy, Hương Nguyệt Liên. Chà cái tên nghe đặc tàu chắc chủ nhân là một người Hoa. Xong anh bạn đi cùng tôi đã cải chính ngay, Việt 100%, dân kinh bác sĩ. Chị ấy cũng là cán bộ trong ngành du lịch. Sau chuyến đi Singapore trở về đã đầu tư xây dựng khu giải trí này. Trước kia khu này là một đầm hoang, chỉ có năn lác và xung quanh là đồi thông hoang vu. Chị ấy đã đề xuất với tỉnh thuê toàn bộ khu này cải tạo làm nơi du lịch sinh thái tất cả ở đây đều trong khung cảnh thiên nhiên hoang dã. Từ đó đến giờ khu này thu được khoản lãi khổng lồ. Khách nước ngoài đến thành phố đều muốn qua nơi này nghỉ ngơi giải trí kiểu đồng quê. Tôi bảo, nhưng đến đây mà không có bạn hiền thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Anh bạn chờ tôi cười tét cái miệng rộng, ra chiều hiểu ý rồi bảo, anh nói có lý. Nhưng nơi này lại chỉ để tìm sự tĩnh tại, thanh bạch của tâm hồn. Ồ, anh hiểu sai ý tôi rồi tôi cần gì tìm sự mùa vui rẻ tiền ấy cơ chứ nhưng anh biết đấy uống rượu cũng cần có bạn hiền nữa là em thì không xứng đối ẩm với anh rồi nhưng em có thể giới thiệu anh với bà chủ và chắc chắn anh sẽ được phục vụ như ý không cần phải cầu kỳ thế đâu tối nay cậu là bạn hiền của tớ được rồi chúng tôi thuê một căn tròi lá bên hồ sen lại cũng đang tuần trăng giữa tháng năm sen nở thơm ngát tôi vỗ vai cậu bạn đánh đép như tìm ra được một nước cờ hay khi dõi mắt ra hồ sen vằng vặc ánh trăng. Chả trách quán này có tên là Hương Nguyệt Liên. Chắc không tự tin khi phải trong vai bạn hiền với tôi nên anh chàng xe máy cứ nhấp nhổm chạy đi chạy lại lấy cớ gọi cái này tìm cái kia và một lát thì biến mất. Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện. Nói là phụ nữ vì cô ta không còn trẻ xong nếu gọi là già thì không thể được. Trông cô ta thật khó đoán tuổi không hẳn là người phụ nữ có gia đình cũng không ra một cô gái son trẻ cô nhẹ nhàng chào tôi và nói rằng đến để tiếp chuyện tôi theo yêu cầu tôi định từ chối vì sợ gặp phải những trường hợp tôi đã từng gặp nhưng quả thật người phụ nữ này làm tôi không thể lắc đầu trước bất cứ một lời đề nghị nào thể có trời đất tôi không hề có chút ý nghĩ nhục dục mà chỉ thấy lòng lâng lâng thư thái khi đang được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên nàng mặc một bộ đồ lụa trắng ngà mềm mại nhẹ như một làn mây trắng xốp mái tóc dài búi gọn sau gáy như kiểu phụ nữ ấn độ cài một bông hoa bằng bạch kim lấp lánh nơi góc búi tóc khuôn mặt nàng như một búp sen trắng và đôi mắt thì thăm thẳm đến nao lòng trong khung cảnh nửa ảo nửa thực này nàng cũng như không có thực nàng như từ hồ sen kia bước lên hay từ trên cung trăng bay xuống sau khi pha trà cùng tôi nhấp chén trà sen thơm ngát nàng mời tôi thưởng thức món xương xa ngọt mát đến tận gan ruột giọng nàng nhẹ như gió thoảng và như vọng từ cõi xa xăm xin được hỏi quý khách dừng chân ở nơi này được bao lâu tôi bảo tôi mới được giới thiệu đến đây lúc chập tối tôi không có ý định nghỉ ngơi lâu mà chỉ đến cho biết và thưởng trăng một lát rồi về khách sạn trên phố mai còn làm việc rất mong khách còn nán lại ở tỉnh này thì trở lại đây một lần nữa để được phục vụ chu đáo tôi bảo nếu chị không bận chị có thể tiếp tôi lâu lâu một chút được không tôi không có bạn ở thành phố này suốt một tuần nay ở khách sạn tôi chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường lạnh nàng gật đầu và xin lỗi để đi gọi điện thoại cho ai đó một lát rồi trở lại tôi nhìn theo bước nàng đi nhẹ như một làn gió và cảm giác như tôi đã từng gặp nàng ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nổi qua giọng nói tôi biết nàng không phải người gốc thành phố miền trung này khi lớn lên nàng được mẹ kể lại rằng mẹ đã sinh ra nàng ở một gò hoang của một làng quê miền bắc khi mẹ nàng trốn đến đó và chuyển giả một cụ già đi bắt cua buổi sớm đã cứu mẹ con nàng và gửi vào một ngôi chùa gần đó hai mẹ con nàng sống nương nhờ cửa phật cho đến khi nàng được hai tuổi thì sư cụ trong chùa tịch mẹ nàng sợ người khác về thay xét cha hỏi nên đã bồng bế nàng bỏ đi họ đã từng sống những ngày lang thang lẩn lút khắp mọi nơi làm đủ mọi nghề và họ đã trôi giạt về miền đất này nghe nàng kể tôi cứ hình dung đến những câu chuyện cổ mà tôi vẫn từng được nghe từ thuở ấu thơ trong khung cảnh này nàng và câu chuyện của nàng như là cổ tích trở về khách sạn, lạ thay từ hôm đó tôi làm việc thấy nhẹ nhõm hẳn, đầu óc bỗng sáng láng ra và công việc cũng trôi chảy. Có thể trước đó tôi đã bị stress. Hoàn thành chuyến công tác, tôi đặt mua vé tàu để trở về và người phục vụ khách sạn đã đem đến cho tôi với lời dặn, chuyến 8 giờ sáng mai tàu 48 tiếng. Bây giờ mới là 12 giờ trưa, như vậy phải 20 tiếng nữa tôi mới có thể ngồi trên tàu thật là một quãng thời gian chết bỗng tôi sực nhớ đến hương nguyệt liên thực ra cái chính là tôi nhớ đến nàng tôi muốn gặp nàng một lần nữa lặng lẽ thuê xe đến khu giải trí nhưng thật đen đủi người tiếp tôi không phai là nàng giữ tế nhị tôi không dám đề nghị cũng không hỏi chỉ kiên nhẫn chờ lẽ nào lại chẳng có lúc tôi gặp được nàng lang thang trên đồi thông Hết câu cá lại chọc mấy chú chim nhảy nhót trong lồng. Tôi lại trở về căn nhà kẻ bên đầm sen nằm khỉnh đọc sách, vẫn chẳng xua đi được nỗi trống vắng. Nàng ở đâu mà chẳng thấy tâm hơi. Bầu trời đang ngả dần sang màu khói, không gian cũng lãng đãng xương. Tất cả cảnh vật nơi đây như đang chuyển sang một thế giới khác và hình như tôi cũng vậy. Trên chiếc thuyền màu hồng kép bằng những cánh hoa sen, tôi được các nàng tiên đưa về xứ sở của họ xứ sở của loài sen đúng lúc đó nàng xuất hiện hương sen từ thân thể nàng tỏa ra thơm ngát nàng mỉm cười bảo rằng nàng vừa mới về nghe tin tôi đợi nàng đến đây ngay và mời tôi cùng ăn tối với nàng bữa cơm toàn món chay nàng rót cho tôi một ly rượu nếp cầm đỏ au như bồ quân tôi vừa nhấp môi đã cảm thấy men say lan trong từng mạch máu không biết có phải vì thứ rượu ủ đặc biệt hay vì có nàng, nhưng quả tình tôi không rõ mình đang ở đâu, ở cõi đời thực hay trong chốn bồng lai. Giọng nàng thì thầm ngọt ngào và huyền hoặc như nàng x e h e a z a t trong nghìn lẻ một đêm, rằng nàng đã được lớn lên từ một vương quốc của loài sen. Ở đó nàng được uống thứ nước đọng trên lá sen, ngủ trên những chiếc lá sen. Tôi mơ màng nhớ lại cái đầm sen của quê ngoại tôi một thời thơ ấu và ngán ngẩm hiểu rằng bây giờ nó đã trở nên bẩn thỉu. Người ta đã chia nhau ngăn thành từng khoanh, thả bèo, trồng rau muống và đổ rác để lấn đất. Trong ánh sáng mờ tỏ từ ngọn đèn treo tường như một búp sen hồng, gương mặt nàng lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh mát như trăng xung quanh nàng là đám thị nữ áo xanh họ đang vâng lệnh nàng đi cứu vớt những linh hồn của loài hoa đang hấp hối. Còn tôi lúc đó lại như một con quỷ, con quỷ đàn ông hừng hực ý nghĩ chiếm đoạt. Xong nó run rẩy nghĩ rằng có thể sẽ nhận một nhát đâm từ tay nàng. Hình như hiểu được ý nghĩ của quỷ, nàng tiên hoa mỉm cười diễu cợt rồi cùng đám tỷ nữ bay xa dần. Tôi cuống cuồng chạy theo. Nhưng anh sao thế? Tôi đi lấy thêm món tráng miệng đây mà. Đừng bỏ anh. Xin lỗi. Anh không dám. Em có phải là một nàng tiên không? Nàng cười thành tiếng rồi bảo nàng chỉ là nhân viên phục vụ ở đây thôi. Trăng Hạ Tuần đã treo lơ lửng trước mái hiên nhà. Nàng xin phép chia tay. Tôi cuống cuồng đặt vào bàn tay nàng miếng vải đỏ thêu tua rua. Đó là chiếc bùa mẹ tôi đi cúng người ta bảo phải đeo vào cổ cho tôi để trừ tà ma ám hại. Tôi xấu hổ vẫn cứ để nó trong ví, coi như một tấm chứng minh thư tặng em để ghi nhớ buổi gặp gỡ này. Đây là lá bùa hộ mệnh của anh, coi như tính mạng anh đã nằm trong tay em. Nàng cầm lá bùa trên tay rồi cảm động bảo, em cũng có vật làm kỷ niệm cho anh. Nói rồi nàng bỏ đi một lát, sau trở lại đem theo chiếc hộp khảm xa cử rất đẹp. Trước khi mở, nàng bảo đây là hai vật kỷ niệm của mẹ em nhưng mẹ đã để lại cho em em sẽ trao cho anh một thứ coi như linh hồn em đã thuộc về anh trong hộp tôi nhìn thấy trên miếng nhung đỏ có một chiếc vòng bằng hạt cườm đỏ và một chiếc kèn nhựa màu vàng nàng cầm chiếc vòng lên và bảo ngày ấy mẹ em nghèo lắm em chỉ có cái này là vật trang sức duy nhất thôi nàng trao cho tôi nhưng tôi lại đang dán mắt vào chiếc kèn nhựa chỉ to bằng bàn tay con trẻ ngạc nhiên hỏi hồi nhỏ em cũng thích thổi kèn sao không nàng nói đây là vật kỷ niệm của mẹ em mẹ cất giữ kỹ lắm và nói rằng để giả lại cho một cậu bé nào đó mà mẹ đã gặp hình như cậu bé phải sống xa mẹ cậu bị đẩy ra ngoài cửa và khóc đến nỗi từ ngoài đầm sen mẹ phải động lòng mẹ đã đưa cậu lên thuyền đi chơi đầm sen rồi du cậu ngủ không ngờ khi bế cậu bé lên bờ đã để rớt lại chiếc kèn này trên thuyền sau đó mẹ đã đi tìm cậu để giả lại mà không gặp được mẹ không cho em chơi sợ em làm hỏng từ đó cho đến khi mẹ mất nó là vật kỷ niệm cùng với chiếc vòng của em tôi chưa kịp nghe hết lời nàng nói đã thấy đầu óc choáng váng suýt nữa thì tôi hỏi nàng vậy ra em không phải là ma đấy chứ hôm đó sau khi tỉnh dậy tôi đã sờ túi và biết mất chiếc kèn Tôi bảo chị út ra bờ đầm tìm giúp tôi, nhưng chị không đi và nói rằng chắc nó đã rơi xuống nước. Tôi tiếc lắm chỉ muốn đi tìm nhưng chẳng ai cho tôi bén mảng ra bờ đầm cả. Thấy tôi vẫn đần mặt nhìn chiếc kèn, nàng hốt hoảng hỏi. Tôi trả lời, anh không sao chỉ là nhớ đến một thời thơ ấu. Hồi nhỏ anh cũng thích chơi kèn. Nàng quay ra hướng đầm sen lúc này đã vằng vặc ánh trăng khuôn mặt nàng dưới trăng giống hệt khuôn mặt người đàn bà tôi gặp trong cái đêm mộng du ấy. Không gian dịu dịu mùi hương, không hẳn là hương sen mà còn thoang thoảng một hương vị dịu mát nữa. Tôi hít một hơi thở dài rồi hỏi nàng đó là hương của loài hoa gì. Nàng mỉm cười bảo, đó là hương của ánh trăng đấy. À, thì ra là vậy. Hình như trong cái đêm tôi đi với người đàn bà trên đầm sen tôi cũng đã được hít thở cái mùi hương như vậy để hẹn hò. Nàng bảo sắp tới nàng sẽ có dịp trở ra Bắc và tìm về quê ngoại. Tôi mừng quính lên bảo rằng, hãy rủ anh cùng đi với. Anh cũng có một quê ngoại giống quê ngoại của em. Nói đến đó tôi đã thấy tim mình đập thình thịch. Nàng sẽ trở về nơi đó và sẽ nhận ra tất cả. Tôi sẽ kể cho nàng nghe. Và nàng sẽ là người giải thoát cho bác tôi khỏi nỗi mặc cảm đã ám ảnh bác trong suốt cuộc đời tỉnh dậy trong không gian đầy xương và tiếng chim. Tôi khoan khoái nghĩ rằng đêm qua tôi đã ngủ rất say. Người phục vụ mang thức ăn sáng đến cho tôi, mỉm cười thật mát mẻ. Tôi phải ra ga ngay cho kịp chuyến tàu. Xin lỗi tôi muốn gặp để chia tay với cô gái đã tiếp chuyện tôi tối qua. Xin cô nhắn dùm. Cô phục vụ, dạ rất ngọt rồi quay đi. Lát sau cô quay lại nói rằng, tối qua không có ai tiếp anh cả hình như anh đã ngủ từ rất sớm rồi cô quay lui không kịp để tôi thắc mắc quái lạ tôi tự bấm vào tay mình để thử độ tỉnh táo không sao cả chợt tôi rút chiếc ví và mở ra lá bùa vẫn còn nguyên trong ví tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn ông nội nấm và trung thu của tác giả y nguyên năm nay bé nấm lên năm lần đầu có cháu lại là cháu gái nên ông nội cưng hết biết còn hỏi nhà ông bà nội sinh ra toàn con trai bốn thằng ôn chớ ít ỏi gì nghịch phá như giặc có người hỏi nhà khổ sao sinh chi nhiều dữ Bà nội cười như mếu, thì ông thèm đứa con gái. Hai thằng rồi còn biểu dáng. Dáng. May, ông còn biết sợ, chớ còn dáng nữa chắc lọt thêm. Thằng thứ năm cho đủ bộ ngũ quỷ. Không ngũ quỷ cũng là tứ quỷ. Biết ơn cái độ phá phách mẻ nheo. Vậy nên khi thằng chí con trai cả lấy vợ có bầu, ông bà nội cứ van ngày vái đêm cho nó sinh. Con gái, chí nghe chuyện, đổ quạo, trời đất bà má hết chuyện vái na tôi con cả đang mong thằng đích tôn nối dõi tông đường ba má lại ông nội cười khì kệ đích tôn đích tiếc tính sau nhà bốn đứa trai sầm sầm lo gì không ra nổi thằng đích tôn giờ bây lọt trước ra cái bẽm bố mẹ cưng cho đỡ thèm cái đã nuôi bốn thằng ôn bây gần hết kiếp ớn con trai quá rồi tưởng ông bà vái cho vui Ai ngờ xong 9 tháng 10 ngày vợ thằng Chí đẻ con gái thiệt. Mừng thôi là mừng, không riêng ông bà nội, mấy chú cũng mừng. Còn hỏi, nhà lâu nay gái chỉ vẹn vẹn mình bà nội, còn toàn mùi đàn ông. Dương Thịnh âm suy, không ít lần ông nội buồn bực phán. Suy là cái chắc, riêng mấy vụ vá may bếp núc củi lửa mình bà nội lãnh đủ đã vậy rảnh rỗi muốn tìm đứa con cháu gái tâm sự chút chuyện phụ nữ riêng tư cũng bó tay. Thôi vậy coi như trời có mắt, cuối đời còn niềm an ủi là bé nấm ra đời cho cân bằng sinh thái trong nhà. Thằng Chí ban đầu có hơi cự nữ, nhưng sau đó thấy cả nhà vui nó cũng đổi ý. Vui lây, mà sao không vui được khi bé nấm là... Bé nấm, nghĩa là rất dễ thương lý lắc hồn nhiên khiến ông bà nội mà nhất là ông nội mê tít thò lò nhà ba má nấm cất riêng, nhưng chung vườn chung ngõ với nhà nội nên nấm ở nhà nội nhiều hơn nhà nấm. Bố mẹ nấm đi làm suốt ngày. Ấy là một lẽ nhưng cái chính qua nhà nội nấm được cưng chiều hết cỡ thợ mộc. Bà lo ăn uống, ỉa đái tắm rửa. Mấy chú đi học về thỉnh thoảng mua quà, dành còn cõng đi chơi. Còn ông nội, thôi khỏi bàn, đi làm vắng bóng thì thôi ló về nhà là nấm muốn leo lên đầu lên cổ gì cũng ra sức đáp ứng cho cô cháu quý hết bò làm ngựa nhong nhong cho nấm cưỡi lại kiệu cháu lên vai sang hàng xóm dạo mát bà thương nhưng nấm nghịch hư vẫn bị bà đét đít ông nội thì khỏi nhé nấm làm gì cũng đúng chỉ có ông nội sai thôi không những vậy người nhà kể cả bố mẹ nấm muốn la mắng hoặc đét đít nấm thành công phải chờ khi không có ông nội có ông thì khỏi, nấm sẽ lập tức chạy nhào vào lòng cho ông bảo kê. đố ai còn đụng được tới nấm. trả trách nấm không ưng việc theo cha mẹ hay bà bằng theo ông nội. trước nhà có hàng tre mỡ tốt um soi bóng xuống con suối nhỏ. ngày rảnh việc ông lại hì hục vác dựa đốn tre, trẻ trẻ vót vót, làm cho nấm đủ thứ đồ chơi độc, lạ khối đứa trẻ phải mơ ước xe đẩy, ghế con, diều giấy vài con vật di chuyển được hoặc thậm chí phát ra tiếng kêu mẫn cán hơn ông nội còn nghĩ luôn ra chuyện đóng ghép cái bè che con cho nấm ngồi lên trên cột dây kéo dọc theo suối những trưa hè nắng nóng thích ơi là thích nấm cứ ngồi trên bè nhún nhảy hò reo mặc cho ông cởi trần lội suối vừa thở vừa kéo bà nội cằn nhằn lo nấm ngã xuống nước yên tâm ông nội cười ngoác có nội kể bên, bất chắc nội sẽ cứu hộ ngay. Lo gì? Vậy nhưng, thích thú nhất trong số đồ chơi ông làm cho nấm vẫn là mấy cái lồng đèn trung thu. Nguyên một dãy lồng đèn ông hỉ hụi chế tác từ mùa trung thu năm ngoái. Phải rồi, năm ngoái đại dịch Covid, ông nội trốn dịch, ở nhà nguyên năm. Vậy nên có thời gian cho bé nấm tha hồ vòi vĩnh mẻ nheo. Mùa trung thu ông chặt che trẻ nhỏ, suốt ngày ngồi chuốt vót cột ra mớ khung lồng đèn đủ kiểu, xong mua giấy kính về hì hụi cắt dán từ ông sao củ ấu đến tàu bay cá chép lung linh đủ sắc. làm xong ông đem treo lủng lẳng thành hàng đung đưa trong phòng ngủ bé nấm. ban đêm bật sáng các bóng điện chạy pin gắn bên trong lồng đèn phòng bé nấm lập tức biến thành căn phòng cổ tích vàng xanh đỏ tím xoay đưa khiến bé nấm thích trí đến mức. Quên cả ngủ. Mẹ nấm phải dọa, nếu không ngủ sẽ. Tháo lồng đèn đem trả ông nội nấm mới chịu nhắm mắt nằm yên. Suốt mùa trung thu, ngày nào nấm cũng mong cho trời mau tối để lại được ngắm dàn lồng đèn rực rỡ, lung linh. Covid chấm dứt, cả nhà mừng. Riêng mỗi bé nấm là buồn xỉu. Nỗi buồn có căn nguyên từ việc ông nội không thể tiếp tục ở nhà trời với nấm nội làm thợ xây, bình thường vác bay theo suốt các công trình. Bà nội lo việc nhà không lương, các chú đi học. Mình ông nội lao động chính, không đi làm tiền đâu. Một năm trốn dịch ở nhà đã khó khăn lắm lắm, năm nay phải gồng lưng làm bù. Nội nói, đi làm xa, tận đâu trong Sài Gòn, Bình Dương, nghe nói có lúc còn ra đảo. Gì đó, toàn những cái tên lạ hơ lạ hoắc đố nấm biết mà biết làm chi ông làm đâu cũng vậy thôi với nấm cái nấm biết rõ nhất chính là ông nội vắng nhà biền biệt bỏ nấm chơi lùi thủi một mình từ sáng đến tối ba mẹ cũng đi làm mấy chú đi học nhà còn mỗi bà nội nhưng bà lo ăn uống tắm rửa cho nấm xong cũng sẽ loay hoay suốt với đống việc nhà làm mệt nên nấm nghịch ngợm mẻ nheo sẽ bị bà quát chẳng bù cho ông nội lúc nào cũng dịu dàng Hôm kia ở nhà buồn, nấm dở trứng nghịch ngợm trèo lên bàn khách. Tí toái thế nào làm rơi vỡ mất cái lọ cắm hoa. Mẹ về nghe chuyện nổi điên, phát cho nấm hai phát vào mông, cháy đít. Nhiều đó khiến nấm khóc nhẹ nhẹ cả buổi tối. Mẹ dỗ không im. Vậy nhưng nấm khóc vì đau thì ít, mà khóc vì... Giận ông nội thì nhiều. Sao ông nội đi làm miết? Bỏ nấm làm gì? Giá có ông ở nhà như mọi khi nấm sẽ chạy nhào vào lòng ông mà trốn. Đừng hòng mẹ đánh được nấm. Quay đi ngoảnh lại, mùa trung thu lại sắp đến. Mà, trung thu gì nữa? Ông nội bảo trung thu năm nay ông nội theo công trình làm luôn. Tới Tết mới về. Ước muốn khóc. Nấm biết được nhờ cách vài đêm mẹ lại gọi điện video cho ông cháu nói chuyện. Giò mặt ông nội trên màn hình gầy tọp hốc hác, Dâu ria tua tủa thấy thương. Nội ơi, nội có khỏe không? Hôm nay ông nội ăn gì? Ăn cơm được mấy chén và vân vân. Mấy câu thăm hỏi ban đầu nấm biết nhờ mẹ mớm. Vậy nhưng khi cuộc thoại đi xa hơn thì nấm phải tự biên tự diễn. Chẳng hạn, nội ơi, bữa giờ đi làm nội có ngoan không? Có đánh rơi, làm vỡ cái gì không? Tối đi ngủ nội có nhớ đánh răng không? Chả là nấm mới được mẹ dạy cho vụ buổi tối đánh răng. Nội nghe, cười tít mắt, "Ừ ừ." ông nội ngoan không rơi vỡ cái gì tối có đánh răng nấm nhé và vân vân còn nấm yêu của nội bữa giờ sao nẻ chỉ chờ vậy nấm ta lập tức liến láu khai ra tuốt tuột nào là con ở nhà ăn ngoan ngủ ngoan tối còn biết đánh răng ngoan chỉ hôm kia con có đụng nhẹ cái lọ hoa trên bàn là nó tự lăn tự rơi vỡ phải con đập đâu vậy mà bà với mẹ bảo con đập bảo con không ngoan mẹ còn đánh con đau quá. Hu hu, ái ra, thương bé nấm của nội dữ. Thôi, đợi đấy, khi nào nội về nội sẽ ăn thịt mẹ vì cái tội dám đánh đau nấm cưng của nội nha. Vâng, nội nhớ nha. À mà nội ơi, trung thu này nội có về không? Mẹ bảo sắp tới trung thu, mà lồng đèn nội làm cho con cũng cũ hết rồi. Tự nhiên ông nội im lặng mắt chớp chớp hết chớp nội lại, đưa tay quẹt mắt. Chừng ấy đủ để nấm hiểu, muốn khóc quá nhưng nấm cố kìm. Nấm nhớ lời nội dạy, khóc nhẹ là không ngoan. Bé nấm nghe nè, năm nay nội việc nhiều nên trung thu không về được. Nội sẽ gửi tiền để ba mua lồng đèn, mua bánh trung thu cho nấm. Nội muốn nấm cưng của nội chơi thiệt là vui trong ngày Tết Trung Thu nấm nhé. Không có ông nội, Trung Thu sao mà vui được. Bé nấm muốn gào lên như vậy, nhưng mẹ đã có mặt, kịp thời can thiệp. Mẹ giơ ngón tay lên mồi, suyệt suyệt khiến nấm tắt đài ngay cái ý định gào thét. Dạ, tụi con biết rồi bố. Trung thu của cháu cứ để tụi con lo. Thôi bố nghỉ sớm, mai còn đi làm. 13 tháng 8 âm lịch. Cơm chiều cả nhà đang ăn. Con kia giòn ra ngõ hực hực, xong tự nhiên im re, đuôi ngúc ngoắc có tiếng đẩy cổng. Bé nấm lanh chanh tụt khỏi ghế, bưng chén chạy ra sân giòm. Hốt nhiên bé nhảy cẫng, vứt chén cơm chạy ù ra ngõ. Vừa chạy bé vừa kêu, ông nội, ông nội. Chén rơi choang xuống sân, cơm đổ vung vãi. Bé nấm khựng một giây, lét mắt nhìn mẹ, rồi như sực nhớ ra. Bé quay lưng tiếp tục chạy, nhào luôn vào vòng tay ông nội đang giang ra hết cỡ xong nhé, đố mẹ làm gì được nấm. Quảng tay ôm cổ nội, nấm ngước nhìn vành trăng tháng tám đang từ từ nhô lên sau dặn tre, rót ánh vàng biêng biếc xuống sân. Với nấm, vậy là đã trung thu, quá đủ, quá đầy. tiếp theo chương trình đọc truyện ngày hôm nay Anh Khôi xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn chị gái làm anh trai Của tác giả Nguyễn Thúy Duyên Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Thế là tao sắp được làm con gái rồi mày ơi Có lần chị gái tôi vui sướng khoe như vậy Tôi nhìn chị từ trên xuống dưới Chẳng khác con trai là bao Người gì mà bé tí Thấp tẹt Đầu tóc cắt cọc lốc đi đứng. Ăn nói chẳng có tí mềm mại nào. Trông hệt một thằng cu con nghịch ngợm. Được cái là chị có nụ cười tươi giói. Khi cười đôi mắt chị cong lên lấp lánh. Đáng tiếc là chị rất ít khi cười như thế. Cho đến một lần chị khoe với tôi rằng tóc chị sắp dài. Chị lại sắp được làm con gái. Tôi thấy chị cười. Đúng là nụ cười đó rồi. Như cái ngày mà chị còn để tóc dài duyên dáng đến gần khuỷu chân. Lòng tôi vui, nhưng cổ họng tôi mắc nghẹn, giống như có gì đó không thể nói thành lời. Chị gái tôi đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi 18 đầy mộng mơ và hoài bão. So với bạn bè cùng trang lứa, chị già dặn và trưởng thành hơn. Chị không còn dáng vẻ của những thiếu nữ hay mộng mơ, không còn cái sốc nổi của tuổi trẻ. Từ lâu tôi đã không thấy cái nông nổi bồng bột của chị nữa rồi. Thay vào đó là một dáng vẻ trầm lặng, trông chị rất cô đơn có lẽ là như vậy bởi chị đã phải trải qua những thương đau của cuộc đời sớm hơn các bạn của mình chị đã từng nếm trải mọi cảm xúc mà lẽ ra những thứ cảm xúc ấy không nên xuất hiện ở độ tuổi như chị đã có lần chị khóc và tâm sự với tôi như vậy chị giờ đây phải lo nghĩ nhiều thứ hơn tôi biết chị rất can trường và mạnh mẽ nhưng chính vì những lẽ đó khiến cho đứa em trai này càng đau lòng một buổi nọ, không thể nhớ là trời có nắng hay có gió, chỉ biết là một chiều buồn, chị trở về nhà với bộ dạng kỳ quặc, mang dáng vẻ của một đứa con trai. Cả nhà ngỡ ngàng, đứng người một lúc mới ớ ra là chị. Chị đã cắt tóc, chị bảo cắt đi cho mát, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, quăng ngay một câu như điên vào mặt chị. Lúc đó, tôi trách mình vô tâm và hứng hờ thật sự. Có lần, dù không cố ý nhưng tôi đã nghe được một câu chuyện bất ngờ giữa chị và bà bà ôm chị còn chị thì khóc nức lên trong lòng bà hóa ra chị mình là vậy ngay từ khi sinh ra chị đã thiệt thòi khi mẹ sinh ra chị bố đã bắt mẹ viết đơn ly hôn chỉ vì bố nghi ngờ chị không phải là con của bố chị còn nhỏ chị đâu có tội tình gì vậy mà lớn lên sau cuộc ly hôn không thành đó chị được sống trong sự ghẻ lạnh kỳ thị của bố mình chị lớn lên tính tình ngông cuồng thẳng thắn hai tính cách bố con đối lập nhau thế là mỗi nói chuyện y rằng sẽ có cãi nhau có khi giận nhau đến cả tháng chị rất yếu rất hay bị ốm mỗi lần bị ốm là chị đều không dám nói vì sợ bố mắng là không được tích sự gì chị thật sự rất mệt mà chị chẳng biết kể với ai trừ tôi còn tôi thì làm gì có tiền mà mua thuốc cho chị chứ? Có lần tôi nghe thấy chị khóc vụn trộm trong phòng, chắc chị buồn và mệt mỏi lắm nhỉ. Chị như thế mà tôi lại không biết, cứ vô lo vô nghĩ, cho rằng mình là em thì không cần quan tâm đến chị, phải đến sau này, khi lớn lên, sau khi nghe người ta nói, được tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu được chị. Và thế là, sau tất cả những chuyện nhiều hơn thế kia, chị quyết định đi cắt tóc chị bảo phải nhìn tao thật men lì như thế sẽ không ai bắt nạt nữa đến bây giờ tôi mới thấy xót xa chị tôi vì muốn che đi sự mềm yếu của bản thân mà chấp nhận làm những việc để người ngoài soi mói phán xét không bằng với chị ở đâu ai cho tôi biết chị không còn như xưa nữa chị của ngày xưa đã đâu rồi trong ký ức tôi lục lọi lại hết những lần cãi nhau những cái gằn giọng lên đanh đá khi tôi chót nghịch đồ của chị tôi tìm mãi mà đâu mất rồi những vui tươi những ồn ào mang dáng vẻ chị những ngày xa cũ chỉ cất chúng ở đâu mà sao em tìm hoài chẳng thấy tôi chẳng thể tìm được chị ấm áp như ngày xưa như ngày mà hai chúng tôi vẫn còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ tôi thấy mình đã lớn thật rồi so với những thiệt thòi mà tôi tự nghĩ ra chị còn thiệt hơn tôi vạn lần Ít ra tôi còn có được tình yêu thương từ bố. Tôi luôn nói đùa với chị rằng tôi có một bà chị tên là em gái, tôi to hơn, cao hơn, khỏe hơn, đáng ra tôi phải làm anh để che chở cho chị. Tôi thấy thương chị những ngày xưa, càng thương hơn chị của bây giờ. Chị mạnh mẽ bây giờ nhưng tâm hồn lại mang những vết thương đã nhuốm màu xưa cũ. Này nó đã thành sẹo và sẽ theo chị tôi mãi mãi. Một ngày cuối thu, Gió hơi lạnh, nắng hơi lên. Tôi buồn lòng khi nhớ về chuyện cũ, cũng thật vui mừng vì chị gái tôi đã quyết định nuôi tóc trở lại. Tôi lại sắp được nhìn thấy chị xinh tươi của ngày xưa. Tôi đã nhớ dáng vẻ đó của chị. Tôi lại nhớ lời hẹn ước của chị khi xưa, sau này lớn rồi, nếu mi thấy bộn bề cuộc sống làm em mệt mỏi, hãy về đây và dành đồ ăn với ta nhé. Chị gái tôi yếu đuối, chị gái tôi cũng mạnh mẽ chị hãy cứ là một cô gái ngoan hiền hãy cứ như chính con người chị ngông cuồng và bao dung hãy cứ yếu đuối đi nếu mệt quá thì em sẵn lòng cho chị mượn bờ vai này để dựa em sẽ bảo vệ chị vì chị là chị của em hoặc là em sẽ là thùng rác chị thoải mái chút hết tâm sự vào đây bao nhiêu đau thương em nhận thay chị hết 18 tuổi chị sắp phải xa nhà để đi học nơi khác, phải xa mẹ, xa em, phải đối mặt với sóng gió cuộc đời này, hãy cứ đi, đừng sợ hãi chị nhé. Vững bước vào con đường mình đã chọn. Khó khăn thì dừng lại nghỉ chân một lúc, cứ nhớ đến em, đến mẹ, chị sẽ bình yên, sẽ lại được cười giòn tan, chị nhé. Em, một đứa em trai hiểu chuyện và luôn yêu chị tha thiết mong chờ một chốn yên bình. Anh Khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện cô Yến của tác giả Bùi Nhật Lai. Hy vọng quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thoải mái. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Bà xuất hiện tại nhà chúng tôi đúng vào buổi sớm ngày dỗ lần thứ 8 của mẹ tôi. Bố tôi tỏ ra vồn vã, xe lẫn chút bối rối. Còn vợ chồng tôi tỏ ra lạnh nhạt và miễn cưỡng mặc dù vậy bà vẫn giúp bố con tôi nấu cỗ mà không hề tỏ thái độ gì phải công nhận bà nấu ăn rất khéo khiến vợ tôi vô cùng ngạc nhiên và thán phục khi buổi rỗ tan khách khứa ra về hết bà giúp bố con tôi thu dọn bát đĩa gọn gàng lúc mọi việc đã xong bố bảo vợ chồng tôi hai con vào đây bố có chuyện này muốn nói với các con Tôi không mấy hào hứng khi nghe bố nói nhưng vợ tôi đã khẽ khàng kéo tay tôi và bảo nhỏ: "Thôi mình cứ vào nghe bố nói gì." Khi chúng tôi đã yên vị bố tôi liền nói: "Các con thấy rồi đấy, mẹ mất đã 8 năm, các con thì ở thành phố, cả năm mới đưa nhau về một hai lần. Bố cũng đã già cần có người bầu bạn. Cô Yến đây là giáo viên cấp 3 cũng đã nghỉ hưu, nhà ngoài thị trấn. Chồng cô mất đã lâu." con gái cô là tiến sĩ lấy chồng và đang sinh sống ở bên Pháp. Bố và cô quen nhau đã lâu lại cùng cảnh ngộ nên cảm thông với nhau. Bố muốn đón cô về chung sống để cùng trông nom nhau lúc tuổi già. Bố mong các con hiểu và đồng ý với quyết định của bố và cô Yến. Nghe vậy tôi không hề ngạc nhiên nhưng cũng chưa biết nói ra sao nên vẫn im lặng. Thấy chúng tôi không nói gì cô Yến lên tiếng. Cô và bố các cháu quen nhau được hơn một năm nay, cô không còn họ hàng thân thích gì cô thấy giữa hai người có chung hoàn cảnh nên muốn đến với nhau để đỡ đần nhau lúc già cả khi đau yếu thế thôi chứ bản thân cô cũng không có ý lợi dụng gì bố cháu cả cô có lương hưu giống như bố cháu vậy nên cô sẽ không làm phiền gì đến các cháu đâu cô hứa là như vậy ý các cháu thế nào các cháu cứ nói để bố và cô biết thực tình tôi không muốn hai người về ở với nhau nhưng thấy thái độ cũng như lời nói và nhất là những việc làm của cô suốt buổi sáng lòng tôi bỗng trùng xuống tôi đưa mắt nhìn vợ như dò hỏi ý tứ thì gặp ánh mắt vợ cũng vừa liếc sang tuy chưa mấy đồng thuận nhưng rồi tôi cũng ngập ngừng lên tiếng bố và cô nói thế cũng thật khó cho chúng con nếu nói không đồng ý thì chúng con mang tội ích kỷ mà nói đồng ý ngay thì e là hơi vội vã vậy trước mắt cô và bố cứ đi lại tìm hiểu cho kỹ càng có gì sau này đỡ ân hận vợ chồng con cũng chỉ biết nói vậy thôi còn tùy bố và cô nghe tôi nói vậy bố tôi tỏ ra bối rối mãi rồi ông cũng nói bố cảm ơn các con bố và cô sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng gì tới các con và sẽ cùng nhau sống thật tốt các con hãy yên tâm không phải lo lắng gì cho bố cả Vậy là từ đó cô Yến dọn đến ở cùng bố tôi. Phải nói bố tôi mừng vô cùng. Cô Yến là người nề nếp và sống rất tình cảm. Thân hình mảnh mai, tuy đã 57 tuổi nhưng trông cô rất trẻ và xinh đẹp. Cô kém bố tôi 3 tuổi. Cô nấu ăn lại rất ngon. Mỗi lần vợ chồng tôi đưa con về chơi cô đều tự tay đi chợ mua sắm đồ ăn rồi về lại tự tay nấu nướng. Hẳn bố tôi đã kể cho cô biết những món ăn mà tôi thích như cá nấu măng chua, tôm rang với thịt ba chỉ, ốc đồng nấu chuối xanh. Nên lần nào tôi về chơi cô cũng phóng xe ra mãi chợ thị trấn cách nhà 5 km để tìm mua những đồ tôi thích về nấu cho chúng tôi ăn. Cứ thế từ những việc làm nhỏ như vậy cô dần chiếm được tình cảm của vợ chồng tôi đặc biệt là đứa con gái của tôi. Rồi như một lẽ tự nhiên chúng tôi gọi cô là bà nội tự lúc nào không hay còn con gái tôi thì cứ dịp hè đến là nó nằng nặc đòi bố mẹ cho về quê ở với bà nội bố tôi thấy vậy thì vui lắm gia đình tôi như thế lại không khí đầm ấm giống như khi mẹ tôi còn sống vậy công việc làm ăn của vợ chồng tôi cũng vô cùng thuận lợi tôi được thăng chức phó tổng giám đốc còn vợ tôi lên trưởng phòng tài chính sở chúng tôi bận bịu công việc tối ngày dường như việc về nhà thăm bố như trước kia là rất hãn hữu một năm cùng lắm cũng chỉ về nhà trong dịp dỗ mẹ tôi và dịp tết nguyên đán mà thôi những lần về như vậy cũng cập dập chớp nhoáng xong chúng tôi lại vội vã trở về thành phố lần nào về chúng tôi cũng thấy bố và cô yến rất vui và khỏe mạnh chả biết từ khi nào bố tôi còn làm cả thơ và có nhiều bài được đăng báo nữa thấy thế nên chúng tôi rất yên tâm có lần trên đường về vợ tôi bảo công nhận bố có con mắt tinh đời thật đấy về già lại trở thành đức vua có bà hoàng hậu xinh đẹp đảm đang chăm sóc chu đáo may mà dạo ấy chúng mình đều đồng ý chứ không thì làm gì gia đình mình được như hôm nay nhà cửa lúc nào cô yến cũng quét dọn lau chùi sạch bóng phòng khách và phòng ngủ đều lắp điều hòa xịn cả rồi lại mua smart tv lắp mạng internet hai ông bà còn mua cả điện thoại thông minh dùng nữa nghe nói toàn tiền của con cô yến gửi cho cả đấy nghe vợ nói vậy mà lòng tôi thấy áy náy và day dứt với bản thân mình phải chăng đó là cái tâm trong con người tôi đã thức tỉnh tôi tự đặt ra hàng trăm câu hỏi mình đã làm gì cho bố nhỉ bao năm bố vất vả làm lụng nuôi mình ăn học thành tài mình đã bao giờ quan tâm lo lắng cho bố chưa mình đang làm gì thế này hay cũng chỉ lo cho bản thân mình và vợ con thôi chưa kể nhiều khi bố ốm đau mình cũng chỉ gọi điện về hỏi qua quýt vài câu trấn an rồi thôi điều duy nhất khiến tôi thấy mình được an ủi đôi phần đó chính là việc đồng ý cho cô yến về chung sống cùng bố bao năm bố sống độc thân giờ có người bạn tâm giao về chung sống bố như trẻ lại vài tuổi cô yến chẳng những sóc cho bố rất tốt mà cô cũng rất quan tâm đến vợ chồng tôi nhất là con gái tôi Khiến mỗi lần về con bé luôn quấn quýt bên bà vòi vĩnh đủ thứ mà không muốn rời. Cô Yến thích chơi hoa nên mảnh vườn trước cửa ngoài mấy luống rau, cô dành một nửa trồng hoa hồng và các loại hoa khác. Cô bảo trồng hoa để có hoa cắm hàng ngày cho không gian căn nhà trở nên sinh động và nên thơ. Vậy nên mảnh vườn nhỏ bao giờ cũng rực rỡ và tươi tốt. Có lẽ vậy mà bố tôi vốn có tâm hồn văn nghệ đã nảy ra được những tứ thơ hay. Lời thơ bay bổng, ca ngợi tình yêu cuộc sống được nhiều người hâm mộ biết đến. Tôi cứ nghĩ miên man, nửa tự trách móc mình, nửa thầm cảm ơn cô. Lần ấy tôi bàn với vợ, "Em này lâu lắm rồi nhà mình chưa có chuyến nghỉ ngơi nào đông đủ cả. Hè này con gái đã vào cấp 3 rồi, anh đã hứa sẽ cho con đi chơi một chuyến, hay là mình mời cả ông bà đi cùng, em nghĩ sao?" Chả phải nói thêm gì, chỉ nghe có vậy vợ tôi đã nhào đến ôm lấy cổ tôi hôn tới tấp lên má tôi rồi nói với giọng nũng nịu "Ôi yêu chồng quá cơ. Sáng kiến hay. Vợ duyệt cả hai tay, hai chân luôn nha. Vấn đề còn lại cần bàn là chồng muốn đi đâu đây? Du lịch thì đầy. Để anh hỏi mấy cậu bạn bên công ty du lịch xem có tour nào hay. Hợp lý mình sẽ đi em à. Ok vậy chồng lo chuyện chọn tour nha và chồng cũng nên thông báo sớm cho ông và cô yến trước để họ biết mà chuẩn bị nhé không hỏi ý kiến trước lỡ hai người không đi thì tẽn tỏ đó được rồi tối anh sẽ gọi điện về cho ông nhưng tốt nhất để anh hỏi tua nào hay rồi về tận nhà mời ông bà em ạ à. người già cần trịnh trọng vợ hiểu chưa bố thì còn dễ chứ cô yến thì chưa biết thế nào đâu vâng em hoàn toàn đồng ý với chồng chủ nhật này cả nhà mình về quê luôn chồng ạ à. em sẽ mua chút quà về cho ông bà chúng tôi lên kế hoạch cụ thể và chi tiết cho chuyến đi và có hai phương án để cho bố và cô yến lựa chọn trước khi về vợ tôi đi siêu thị chọn mua cho cô yến hai bộ áo dài còn bố tôi thì hai bộ âu phục rất sang chảnh để tạo sự bất ngờ nên chúng tôi về mà không báo trước Thấy còi ô tô pin pin ngoài cổng, Cô Yến đã chạy ra mở cổng và nở nụ cười rạng rỡ đón chúng tôi. Bữa cơm trưa ấy vui vô cùng. Bố tôi vừa nhâm nhi ly rượu vang tôi mang về vừa đọc cho mọi người nghe bài thơ mà ông vừa viết tối qua. Cô Yến lắng nghe và là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng, khiến chúng tôi vô cùng cảm động và cũng vỗ tay hòa theo. Nhân lúc đang cao trào như vậy, tôi nháy mắt cho vợ vào chủ đề chính. Vợ tôi đứng dậy trịnh trọng nói: "Thưa bố mẹ, hôm nay chúng con về đây trước là thăm bố mẹ, sau nữa có chuyện này muốn thưa cùng bố mẹ. Kể từ khi mẹ về ở cùng bố, chúng con bận nhiều việc chưa có lúc nào quan tâm đến bố mẹ được. Năm nay, nhân cháu Bích vào cấp 3 nên hè này chúng con muốn tổ chức để cả nhà mình đi du lịch một chuyến, vừa là để thưởng cho cháu Bích và cũng là để cả nhà ta có dịp cùng vui chơi bên nhau." Vậy bố mẹ cho chúng con biết ý kiến ạ? À? Ngồi bên cạnh bố, tôi để ý khi nghe vợ tôi gọi hai tiếng bố mẹ. Mắt cô Yến bỗng sáng lên và vài giây sau thì ẩn ẩn nước. Cô ý tứ quay ra sau lấy khăn lau vội những giọt nước mắt trong khóe mi. Tôi biết cô đang xúc động. Bố tôi nhấp thêm ngụm rượu rồi nhìn chúng tôi nói. Con dâu đã nói vậy bố rất vui và cảm ơn các con đã nghĩ tới bố mẹ. Nhưng đi đâu? ở bao lâu? Có tốn kém nhiều không? Các con phải nói cho bố và cô rõ, còn đi hay không thì bố và cô còn phải bàn đã. Ôi bố mẹ không phải lo gì cả, tốn kém không đáng gì. Có hai tour để bố mẹ tự chọn, một là đi Hàn Quốc, hai là đi Đà Lạt. Bố mẹ thích đi tour nào bảo để chúng con đặt vé là xong ạ. À. Xin mẹ cho chúng con biết ý kiến trước ạ. À nãy giờ cô yến vẫn ngồi lắng nghe và lặng lẽ dùng khăn lau khóe mắt khi nghe vợ tôi đề nghị bà quay sang bố tôi như thăm dò ý tứ rồi cô nhỏ nhẹ các con đã nói vậy mẹ cũng rất cảm ơn nhưng đi hay không mẹ để bố các con quyết định mẹ chỉ nói thế này hiện các con còn đang công tác tiền bạc cũng không mấy dư giả nên các con chi tiêu cũng cần tiết kiệm đừng phung phí quá Phòng khi bất chắc, đời người không ai nói trước được điều gì. Nên theo mẹ nếu có đi chúng ta đi tour Đà Lạt thôi. Nghe nói nơi đó cũng rất đẹp mà nó vừa với túi tiền của mình các con ạ. À. Chúng còn muốn đưa ông bà đi Hàn Quốc một chuyến. Còn Đà Lạt mình đi lúc nào cũng được mà. Tôi năn nỉ. Cô Yến nói rất trùng với suy nghĩ của bố. Cô vẫn nhắc bố là mình trả giúp gì cho các con thì cũng đừng nên tiêu phá tiền bạc của các con chúng còn trẻ đời còn dài mình cần tiết kiệm giúp chúng tí nào đỡ tí đó câu nói ấy của cô hôm nay bố mới nói lại để các con hiểu thêm về tấm lòng của cô đối với bố và các con vậy bố quyết định cả nhà đi đà lạt và bố mẹ cũng sẽ đóng góp một phần kinh phí trước thái độ và câu nói đó của bố chúng tôi không còn dám nói gì hơn vợ tôi lấy túi đồ và kéo cô vào buồng để thử cô mặc vừa như in cô cứ tấm tắc khen vợ tôi khéo chọn đồ chọn màu rồi cô ôm chầm lấy vợ tôi và bật khóc cô nói ôi mẹ thật tốt phúc mới có được con dâu thế này vợ tôi cũng rơm rớm nước mắt giây phút đó như thắt chặt thêm tình cảm của cô với chúng tôi và từ giờ phút đó giữa cô và gia đình chúng tôi không còn khoảng cách nữa đó là những giây phút đầy yêu thương chúng tôi dành cho nhau trở về nhà chúng tôi đặt tour du lịch đà lạt đúng như đã bàn theo kế hoạch chúng tôi sẽ từ thành phố đi taxi đến sân bay nội bài còn bố và cô yến cũng sẽ đi taxi xuống thẳng sân bay chúng tôi sẽ gặp nhau tại đó mà tôi không phải về đó nữa nhưng than ôi chuyến taxi của bố và cô yến đã không đến được nơi chúng tôi chờ đợi do vượt ẩu tài xế đã gây ra tai nạn bố và cô yến bị thương nặng trong khi vợ chồng tôi đang sốt ruột ngóng chờ thì nhận được tin giữ chúng tôi vội thuê xe chạy ngay đến bệnh viện việt đức khi đến nơi thì thấy bố tôi bị gãy chân trái và bị ngất không còn biết gì còn cô yến nhẹ hơn nên còn tỉnh táo thấy chúng tôi đến cô nói với chúng tôi các con lo cứu chữa cho bố còn không phải lo gì cho mẹ cả mẹ thấy vẫn ổn tôi đau đớn nhìn hai người nằm trong hai phòng cấp cứu tiên lượng của bác sĩ tình hình của cả hai khá nguy kịch tôi tìm gặp anh bạn là trưởng khoa nhờ giúp đỡ do quen biết nên hai người được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt nhờ nỗ lực cấp cứu kịp thời và chăm sóc đặc biệt chân của bố tôi đã được mổ và bó bột ngay sang ngày thứ hai thì bố tôi đã tỉnh táo và nhận biết được người thân cô yến đã tự ngồi dậy được sau một tuần thì cô Yến đã bình phục và có thể tự đi lại chăm sóc mình và coi cả bố tôi nữa. Chúng tôi phần nào cũng đã yên tâm hơn. Thấy chúng tôi cả tuần ở viện, cô liền bảo: "Thôi mẹ cũng đã ổn định rồi, hai con cứ về nhà đi làm. Bố đã có mẹ trông, cứ chiều hướng này chắc cũng chỉ 10 ngày nữa là được ra viện. Các con không phải lo. Thôi đằng nào chúng con cũng nghỉ phép." Chúng con sẽ thay phiên nhau ở đây trông coi bố mẹ. Tôi bảo cô. Cuối tháng ấy bố và cô Yến được ra viện. Tuy nhiên, bố vẫn phải chống nạn do chân còn bó bột. Bác sĩ cho biết phải mất thêm 5 tháng nữa mới có thể lành hẳn. Vậy là sau khi ra viện cô Yến lại là người ngày đêm chăm sóc bố. Dìu bố tập đi. Trong bữa cơm mừng bố tôi tháo bột bố tôi đã khóc và bảo chúng tôi. Bố thật sự biết ơn cô Yến suốt nửa năm qua nếu không có cô chắc gia đình ta cũng không thể được như hôm nay từ nay về sau bố muốn các con hãy luôn trân trọng và đối xử thật tốt với cô trong giây phút xúc động ấy cô yến nói với chúng tôi mẹ cảm ơn các con mẹ thật hạnh phúc được chung sống cùng gia đình các con mẹ mong sẽ cùng bố con đi hết chặng đường cuối đời đúng là đời người họa phúc bất thường các con hãy sống hòa thuận vui vẻ cần biết đề phòng, lo xa mọi sự. Mẹ không phải mẹ đẻ của các con nhưng mẹ cũng đã sống bằng cả tình thương yêu của mình dành cho gia đình và các con. Mẹ có cuốn sổ tiết kiệm, đó là tiền mẹ bán ngôi nhà ngoài thị trấn và tiền mẹ dành dụm. Tháng trước mẹ đã chuyển tên cho cháu Bích. Số tiền đó đủ cho nó ăn học đến hết đại học. Các con hãy chăm sóc cháu chu đáo. Vợ tôi ôm choàng lấy cô quả khóc tiếng vợ tôi nghẹn ngào mẹ ơi mẹ tốt với chúng con quá mẹ đã lo toan cho gia đình chúng con rất nhiều tiếc rằng chúng con chưa báo đền được gì cho mẹ sất con thương mẹ quá chúng con hứa từ nay về sau sẽ chăm sóc chu đáo cho bố mẹ cô đỡ vợ tôi ngồi xuống ghế và bảo thôi đừng khóc nữa âu cũng là tai nạn bất thường may mà còn nhẹ sau này các con còn nhiều cơ hội đền đáp cho bố mẹ. Lần này thần chết không làm gì được bố mẹ hẳn thế này bố mẹ sẽ còn sống lâu. Bà cười, nụ cười đôn hậu. Rồi cô vào thay áo dài để ngồi vào mâm tiệc. Cô cứ khen vợ tôi khéo chọn nên cô rất ưng hai bộ áo dài. Trông cô mặc áo dài rất trẻ và xinh đẹp. Cô ngồi xuống ghế. Bố tôi liền quay sang chiều mến ôm cô vào lòng. Tôi nhìn những giọt nước mắt còn vương dài trên gương mặt dạng dỡ của ông. Tôi hiểu ông đang rất hạnh phúc. Còn Bích chớp cơ hội dùng máy chụp lại khoảnh khắc đó. Nó bảo sẽ đưa lên Facebook và lấy tiêu đề là Ông bà em. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại